Đây chính là những đường phố tăng tốc tiến lên, tỏa sáng everywhere I go. Và bây giờ là routine battle. Bọn tôi phải thắng trận này mà để không bị loại thêm người nữa, tại vì chúng tôi đã thua liên tiếp 3 trận rồi. Đâu là go first. 3, 2. Thể loại của team tụi mình đó là thể loại on style. Thì bên team của team nóng thì cái phần on style á, cái phần mà funky, phần house chiếm đa số. Rất là may mắn là team đậu lạnh nó có đa thể loại, nó có drum, nó có live feed, Memphis Tooking, cũng có quacking luôn. Thì mình may mắn là được chọn nhạc, bởi vì mình chọn những cái phần nhạc đó không có đánh mạnh vào phần funky mà là phần đa thể loại hip hop. Âm nhạc dành cho phần thi của nhóm On Style là một vài nhạc có beat chính là beat hip hop. Có một cái lợi thế đấy là các thành viên ở bên này đều có màu sắc rất là riêng biệt và mỗi người hay một màu và hay một kiểu khác nhau, tại vì bọn mình là một team On Style, có nghĩa là rất là nhiều bộ môn. Thế nhưng mà một cái bất lợi mà mình chưa biết là nó có xảy đến hay không đấy là vì tất cả mọi người đều có cái tôi rất là lớn và có cái khả năng riêng rất là nổi bật, nên là không biết là chúng mình có thể kết hợp với nhau hợp lý hay không. Dạ, hiện tại thì tụi em đã không biết là mình đã tập bao nhiêu tiếng rồi. Nói chung là đến đây lúc chiều và bây giờ nó cũng là sáng ngày hôm sau rồi đó mọi người. Thật ra thì không những tụi em mệt mỏi mà các anh quay phim ekip cũng vậy. 1, go. Ok. Team On Style của mình thì phần lớn là funk, mình là drum, cho nên là khi lúc mình tập bài với mọi người thì mình cũng khá là hoang mang. Okay.
3, 2, 1. Chúc mừng Đào Lạt. Chi rất thích cách mà team Đầu Lạnh dùng chiếc giày để liên kết tất cả các cái style nhảy lại với nhau. Đó là một cái điểm nhỉnh hơn bên team Nóng một chút. Team đối thủ tuy họ là một group có cùng cái năng lượng với nhau, nhưng mà khi mà họ ra những cái động tác chung của họ không có, cái sự kết nối của họ không có. Đôi khi mình nghĩ mình nhóm mình thắng bởi vì nói thẳng là đường dây mình ngon hơn. Bên Đầu Lạnh thì mình đánh giá là chưa match được với nhau trong cái việc di chuyển đường dây ấy. Họ có ít pha collab giữa các thành viên lắm. Gần như là người này lên solo, xong đổi ra người kia lên solo, xong người rồi. Ok, có thể là nó không có nhiều routine, có thể là nó thiếu đi cái sự đồng đều với động tác. Nhưng mà bọn mình đã thành công trong cái việc là tôn vinh những cái style riêng và những cái văn hóa riêng ở trong cái bài nhảy đó. Cái nhạc này là bên nào được chọn ạ? Bên kia ạ. Ok, tại sao Citulo lại chọn nhạc này ạ? Bạn Nam Anh là người lên chọn nhạc, nhưng mà tất cả bọn em hội ý là phải chọn nhạc số 3, tại vì bên kia có 3 wacker. Với cả em biết là học sinh của em nhảy hip hop kém lắm, nên là phải chọn nhạc hip hop. Hay da, thầy trò đấu nhau. Citulo là thầy của mình và Khoi. Họ chọn một cái bài là hơi hip hop một chút. Và cái phần nhạc đó lại còn có phần đi xuống cơ. Thì đoạn đầu mình nghe rất là kiểu được. Nhưng càng về sau nó lại càng kiểu bên đấy tính toán quả này hơi bị được ấy. Nhưng mà em muốn chia sẻ một chút, đấy là thật ra là đối với nhóm All Style của bọn em ấy, bài nào cũng khó. Tại vì thật ra là bọn em có rất là nhiều màu khác nhau. Lúc đầu bọn em đã định thử là sẽ tôn từng người lên và chúng em sẽ nhảy các cái tổ hợp của cái môn đấy để back up cho người đấy. Thế nhưng mà khi mà chúng em cố để theo một cái bộ môn mới khác, bọn em nhảy rất là xấu. Nên là cuối cùng bọn em đã chọn một vài cái chiến thuật khác là mình sẽ nhảy đều ít đi và mình cho cái người đấy solo nhiều hơn một chút. Thật sự là Hiếu cảm thấy không vui và Hiếu cảm thấy khá là bực bội. Và thật sự là Hiếu thì cảm thấy là hai bên như là một cái lẩu thập cẩm ấy. Và thật sự là cũng là một lẩu thập cẩm thật. Mình ném tất cả cái món ăn vào. Nhưng mà cái lẩu thập cẩm nào nó cũng có cái điểm chung của nó. Là cái nước dùng, nó là một nước dùng. Động tác đơn giản như là wacking đơn giản, light feet hay là cramping, mọi người chuyên nghiệp, mọi người làm được. Bên này thì là như là mọi người nhảy solo. Bên này thì vẫn có một chút nhưng mà cũng chưa đủ. Mà đấy, ví dụ là cái move của bạn, cái making move African tac tac thì giờ xin lỗi em, kiểu Hiếu còn làm được nếu mà Hiếu tập thế nó. Tại sao mọi người không làm những cái điều đó? Mình không đồng ý với quan điểm của anh Trọng Hiếu. Anh ý chưa thật sự là anh hiểu từng cái bộ môn mà bọn mình đã cho vào cái bài nhảy đó. Để đem ra thi đấu thì nó cần một cái gì đó nó wow hơn, chứ nó không chỉ đơn giản là basic thì nó rất là khó để có thể chiến thắng. Em thấy bên đội bên đây làm rất là tốt. Và em là người chứng kiến tất cả các bạn tập. Em xin lỗi anh nhé, tại trong đây ai cũng đều bị chấn thương cả. Và ngay cả Bách Nguyễn đang bị chấn thương gối rất là nặng. Hai bên em rất là respect bạn ấy. Và khi bạn ấy bước lên nhảy, hầu như là không có gì xảy ra. Hey, you know what? Of course, ai cũng có cái khó khăn của mình. Và ai cũng có cái thử thách của mình. Mà đây là cái cơ hội của mọi người của All Stars, là mọi người làm được những cái điều kia. Anh à, mà Hiếu là cả... bây giờ nè, vấn đề là trong đây ai cũng giỏi. Và bây giờ đang là thử thách 24 giờ. Mọi người phải tìm cách làm như thế nào, kết hợp như thế nào để đưa một phần trình diễn tốt nhất. Và bây giờ mới chỉ có một phần ngày đầu thôi. Hiếu, mà phải... ai cũng chấn thương cả. Mà anh bắt người ta nhảy. Hiếu biết sao không? Nếu mà làm mà nó không ra đó thì thật ra nó buồn cười lắm. Cũng rất là làm khó. Không ra thì làm nó là buồn phải cười. Ra. Rất là respect Trọng Hiếu. Nhưng mà muốn khẳng định ở đây là battle thì mình không nhất thiết là mình phải nhảy động tác basic ở trên sàn đấu, mà mình có thể commandos, là mình ra mình đổi chỗ cho nhau và mình dùng skill. Yeah. Chính xác, nhưng mà đây không phải là battle. Đây là routine battle. Đồng đội phải nhảy cùng với nhau một cái battle. Thực ra thì trong nhảy nó sẽ có rất là nhiều những cái phong cách khác nhau và cái trường phái khác nhau. Có những người họ thích old school, những người thích new school. Có thể là Hiếu sẽ thích cái old school, là thích mọi người phải đồng đều với nhau. Thế nhưng những cái bạn này thì bạn lại thích theo một cái trường phái mới. Các bạn chơi commandos, các bạn thì có thể di chuyển bằng một cái hình thức khác. Cái vấn đề là chúng ta tôn trọng những cái cũ, đúng không?
Thế nhưng mà đôi khi chúng ta phải phá bỏ cái cũ để tạo ra cái mới. Chính xác anh. Em nghĩ rằng là mà ở trong một team, khi mà các bạn có thể ra được một cái tổ hợp với nhau, nó đến từ hai việc. Một là những người khác sẵn sàng học, và hai là những người biết sẵn sàng dạy. Em nghĩ là phần nào đấy ấy, những bạn ở đây, các bạn ấy biết cách chia sẻ cho nhau để làm sao chúng mình có thể hòa được vào với nhau hơn. Ở bên này các bạn đều là những người có skill tốt hơn. Mình theo mắt của Mai là Mai đánh giá như thế, nhưng có thể các bạn chưa biết cách chia sẻ với nhau. Và chị nghĩ rằng là đến một lúc nào đấy mình phải biết cái cách chia sẻ đấy thì mình mới nhân rộng cái chuyên môn của mình được. Nha. Đồng ý. Rất đồng ý ý kiến này. Quan điểm nào cũng đúng nha mọi người. Không có một cái quan điểm nào là sai hết, đó chỉ là góc nhìn của từng người thôi. Trọng Hiếu đúng, bởi vì tất nhiên khi teamwork chúng ta phải thể hiện chúng ta là một dancer đa nhiệm. Chỉ có một cái điều đó là bạn hơi bên cây trần ở khúc này một chút. Đó là các bạn chỉ có 24 giờ để tập cái thể loại khác. Thì lúc đó cây trần sẽ xài một cái biện pháp khác, đó là ai làm cái gì tốt nhất thì mình hãy thể hiện cái điều đó. Vợ chồng và người yêu còn cãi nhau thì là hai người bro cãi nhau là chuyện quá bình thường. Thế là cuối cùng vẫn thương Kay và vẫn yêu. Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mấy giữa hiếu và Kay.